Mẹ tôi sốt ruột, gọi tôi đến làm gì thế?" Lão phu nhân nói, "Hôm nay bất cứ giá nào, anh cũng phải quyết hôn sự." Ba ngày ép hôn một lần, bà ấy thấy thầm tu thần tôi, ế vợ ư? Bà ấy chắc là nóng lòng muốn bế cháu rồi. Lần này lại là ai? Là Thiên Kim tập đoàn Diệp thị. Cô Diệp Tĩnh, người phụ nữ ham hư vinh đó sao? Không cưới. Không được, tôi phải đi trốn vài hôm. Thiếu gia. Anh cứ trốn như vậy mãi, cũng không phải cách Huống hồ, lần này lão phu nhân nghiêm túc đó Cô ta đã đến cửa rồi E là không đi được đâu Cởi quần áo ra Thiếu ra, anh không được đi Nói với mẹ tôi, tôi sẽ không về Chào thẩm tổng Tôi không cần xính lễ Không cần tiền, không cần gì cả Anh có muốn cưới tôi không? Ngụy gia chúng ta là gia tộc lớn Nếu muốn gả vào nhà ta thì ký hợp đồng này đi. Từ bỏ quyền thừa kế. Phải có ba con trong vòng 5 năm, một trong số đó phải là con trai. Không có sự cho phép của ngụy gia, không được ra ngoài, không được gặp ai. Bác gái, đây là hợp đồng nô lệ sao? Muốn vào nhà giàu, thì phải tuân thủ quy tắc của nhà giàu. Một cô nhi, không có gì như cô, thì có tư cách gì ra điều kiện. Nếu không phải vì cô giúp đỡ con tôi 5 năm, thì cô tưởng tôi sẽ cho cô vào cửa nhà tôi ư vân phàm hiểu hiểu anh vừa về ngụy ra không có quyền lên tiếng em đồng ý điều kiện của mẹ anh trước đi tiền 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 nghe lời bác gái cháu là kết hôn chứ không phải bán thân tôi không thể chấp nhận hợp đồng này hôn sự này cháu không kết nữa đứng lại cô dám tỏ thái độ với tôi à tôi nói cô biết loại người thích bám vào nhà giàu như cô Tôi thấy nhiều rồi, không phải cô nghĩ bắt cô bỏ quyền thừa kế nên không nhận được lợi lộc gì sao? Thế này đi, tôi cho cô thêm 5 triệu của hồi môn, 10 triệu tiền xính lễ. Tiền tiền. Tiền. Bác nghĩ cháu ở bên anh ấy là vì tiền sao? Cháu ở bên anh ấy suốt 5 năm, bọn cháu đi từ hai bàn tay trắng đến giờ. Thứ cháu để tâm là tình cảm, cô còn giả vờ thanh cao trước mặt chúng tôi à? Cô bớt diễn trò tình cảm trước mặt tôi đi, cô tưởng như thế có thể tăng thêm tiền sao? cô nghĩ nhiều rồi cô không tìm được nhà nào tốt hơn để gả vào đâu anh đồng ý cưới tôi không hả lâm hiểu cô có ý gì cô cố tình chọn một kẻ thấp hèn như vậy để xúc phạm chúng tôi có phải không cháu không có ý xúc phạm mọi người cháu chỉ muốn nói rằng lâm hiểu cháu không phải loại người ham hư vinh cháu thả gả cho người không có gì thế này, còn hơn bám vào kẻ có tiền như các người, nó còn mạnh miệng kia. mày chắc chắn muốn gả cho tên phục vụ tệ hại này sao? không 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 được. lâm hiểu, sao em có thể? con trai, ngụy gia chúng ta có quyền có thế, chúng ta có qua lại với tập đoàn đế hào bá chủ vân hải. con nghĩ nó sẽ nỡ buông tay ngụy gia không? tao không tin, mày có thể chấp nhận gả cho thứ không có tiền đồ kia? con trai nó đang diễn kịch với con đó anh có đồng ý cưới tôi không cô ấy đang run cũng được lấy cô ấy cản mẹ vậy cưới vậy được vậy bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đợi đã vừa nãy bà nói ngụy gia có làm ăn với tập đoàn đế hào xin hỏi là ngụy gia nào tây á ngụy thị cậu hỏi cái này làm gì không có gì đến lúc kết hôn rồi vừa hay tặng vợ tôi món quà không ngờ mình lại nhất thời bốc đồng kết hôn với một người lạ nhà anh ở đâu hay là để tôi đưa anh về tạm thời tôi không có nhà để về anh xa rời quê hương đến vân hải làm việc ư thì ra là người ngoại tình một mình làm việc kiếm tiền còn vì mình mà mất việc lâm hiểu à lâm hiểu đúng là tạo nghiệt mà không sao đâu anh ở tạm nhà tôi đi anh đợi tôi một lúc tôi lái xe đến đón anh thú vị alo tôi vừa gửi cho cậu một bức ảnh cậu gửi cho mẹ tôi đi nói với bà ấy tôi kết hôn rồi bảo bà ấy dừng lại đi cái gì thiếu ra anh kết hôn rồi lần này loạn hết cả nhà lên mất anh vẫn là tự quay về nói với lão phu nhân đi đợi bà ấy dừng lại rồi nói cậu cứ bảo bà ấy đừng quản tôi nữa à đúng rồi cái tây á ngụy thị hủy bỏ tất cả các hợp đồng của họ đi đi thôi tôi đưa anh về nhà xe cô nói là cái này à đừng thấy nó nhỏ mà chê tính năng của nó tốt lắm đấy chở hai người không thành vấn đề lên xe đội mũ bảo hiểm cho chắc cô có chắc là ổn không đó không thành vấn đề bám chắc vào đi thôi lên đường từ từ thôi xin lỗi nhé mẹ tôi không thể sống thiếu lâm hiểu nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của con đi con phải học cách bình tĩnh biết không cô ta chắc chắn sẽ quay lại mẹ họ kết hôn thật rồi sao có thể sao con biết chứ Alo cậu nói gì Tập đoàn đế hào hủy bỏ toàn bộ hợp đồng Alo alo Cô sống ở nơi như này sao Giá nhà ở Vân Hải cao quá Phần lớn tiền lương của tôi đều đập vào đây Anh ngồi trước đi Đợi tôi một lát Ừ Alo Giúp tôi chuẩn bị một bản Hợp đồng hôn nhân Thời hạn nửa năm Tiền bồi thường 3 triệu nhìn cô ấy thế này, có vẻ rất nghèo. Thôi, 10 triệu đi. Sạn xong thì gửi cho tôi. Hôn sự của chúng ta, có hơi qua loa, vội vàng. Vẫn là ký một bản hợp đồng đi. Đây là... Xin lỗi anh, hôm nay vì để giữ thể diện, mà đã lợi dụng anh. ngụy gia có quyền có thế, còn làm ăn với tập đoàn đế hào. Đắc tội với họ, công việc ở khách sạn của anh, có lẽ không giữ được rồi nhưng mà không sao nếu đã kết hôn rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh chịu trách nhiệm với tôi thế nên ký bản hợp đồng này là cô muốn bồi thường cho tôi à đúng thế sau này khi làm việc ở vân hải anh có thể yên tâm ở lại nhà tôi có tôi nuôi anh cho đến khi anh có chỗ đứng vững chắc ở vân hải thì chúng ta ly hôn <cười> anh cười gì thế không có gì không có gì tôi đang nghĩ cô là người phụ nữ đầu tiên Nói nuôi tôi đó, anh không muốn sao? Muốn chứ, sao lại không? Nào, ký ở đâu? Đây. Ok, yên tâm đi. Tôi sẽ tận lực giúp anh đến khi anh có chỗ đứng ở Vân Hải. Vậy mong phu nhân chăm sóc nhiều hơn. Tôi đói rồi, vậy để tôi đi nấu cơm. Thiếu gia, hợp đồng đã được soạn xong, gửi vào mail của anh sao? Không cần nữa thiếu gia của cậu chuẩn bị làm người ăn bám rồi cơm xong rồi nếm thử đi mùi vị thế nào ừm ngon lắm sao bát của cô đơn giản vậy tôi không thích ăn những thứ đó chắc không phải là hết tiền chứ từ khi cùng vân phàm đến vân hải nhận người nhà đúng là đã khiến tôi tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm gần đây hơi khó khăn một chút tên bạn trai cũ phú nhị đại của cô ít nhất cũng là gia tộc hạng hai sao cô không đồng ý điều kiện của họ mà gả vào đó hưởng vinh hoa phú quý người xưa nói thà làm con gái nghèo còn hơn làm vợ giàu tôi nói anh biết đám con nhà giàu đó chẳng ai tốt đẹp gì đâu lời này của cô cũng không phải hoàn toàn đúng không lẽ anh nghĩ tôi không nuôi nổi anh chứ anh yên tâm tôi đã ký hợp đồng rồi thì chắc chắn sẽ có trách nhiệm hoàn thành tôi đã tìm được việc rồi ngày mai đi làm luôn trước khi anh tìm được công việc tôi sẽ cố gắng cung cấp cho anh điều kiện vật chất tốt nhất lời này của phu nhân làm tôi cảm động thật đó lời đã nói ra rồi không thể rút được nhưng nuôi một người còn không bằng nuôi một con chó ăn mặc dùng giải trí đều phải tốn tiền <laughs> này người mới kia đang làm gì thế không biết hôm nay có người ở tổng công ty tới thị sát sao cô còn ở đây làm gì chút để ý cũng không có còn không mau đến bộ phận hậu cần giúp đỡ thật ngại quá giờ tôi sẽ đi liền loại người mới này đúng là phải chỉnh đốn hôm nay tới thiên giật thị sát không cần sốt ruột thế bổn thiếu ra bây giờ là người sống nhờ vợ nuôi tôi phải tranh thủ quay về trước khi cô ấy tan làm mau mau dọn dẹp đi người của tổng công ty sắp đến rồi nhanh như thế làm gì kiểm tra đột xuất sao tổng giám đốc đang trên đường đến mời anh vào văn phòng đợi người vừa nãy là thiếu chủ của đế hào sao trời ơi đẹp trai quá cô nói xem nếu được gả cho thiếu chủ thì có phải một bước lên mây không thiếu chủ của đế hào đến rồi sao này này cô đó mau mang ấm trà vào văn phòng nhớ mang loại ngon nhất đừng có lười biếng đi đi thiếu gia em nói rồi không cần gấp vậy đâu đến sớm quá tổng giám đốc thiên giật nghe nói anh đến sớm liền hốt hoảng bây giờ đang bạt mạng quay về đó đây là số điện thoại của tôi từ giờ trở đi tôi sẽ là bố mẹ quần áo thức ăn của anh có chuyện gì thì nhớ liên lạc với tôi ok alo alo đang làm gì thế tôi đang đi làm đột nhiên có lãnh đạo cấp trên tới công ty mọi người đều bận tối mắt tối mũi ồ là điện thoại của thiếu phu nhân sao anh không ở nhà sao sao chỗ anh còn có tiếng của người khác thế cậu ra ngoài trước đi tôi tôi ra ngoài rồi anh ra ngoài làm gì thế tôi ra ngoài xem có tìm được công việc gì không về nhà sớm nhé không nói chuyện với anh nữa tôi mang trà vào cho cấp trên đây về nhà nói tiếp bye bye ừ sao anh tìm việc lại tìm đến đây rồi tôi có một bạn học đại học ở đây nên đến xem xem có tìm được việc gì không không biết văn phòng của cậu ấy ở đâu nhưng anh cũng không thể xông vào văn phòng tổng giám đốc chứ đi sao thế người đó có khi nào là thiếu chủ của đế hào may mà không đụng phải nếu đụng phải thì sao những người thuộc tầng lớp thượng lưu này đều kiêu ngạo và độc đoán như nhau nếu anh có lỡ va phải thì sẽ bị tiêu diệt cả họ đó, suýt nữa gặp rắc rối lớn rồi, không đến mức đó chứ. Theo tôi biết, thiếu chủ của tập đoàn Đế Hào này khá dễ gần. Lại còn đẹp trai, hơn nữa, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Đó đều là bề ngoài thôi, tôi từng trải rồi, anh tin tôi đi, càng là con cái nhà giàu thì càng cặn bã tồi tệ. Đặc biệt là người giàu như anh ta, con cái đại gia hàng đầu Vân Hải, anh ta là ai, là cực phẩm trong đám cặn bã một có thú biết ăn diện anh về trước đi cô cũng về sớm đó tan làm tôi sẽ về anh ở nhà đợi tôi ừm đồ của anh tốt vậy ở đâu ra thế thuê đó ừm thương hiệu hàng đầu thế giới hàng siêu perfect đấy chắc phải vài trăm nhỉ bạn cùng lớp đại học làm giám đốc điều hành lòng tự trọng chết tiệt của đàn ông tôi hiểu cũng tại tôi không có tiền cho anh mua quần áo xịn thế này đi giờ anh mau về trả lại đồ đi tôi sẽ chăm chỉ làm việc cố gắng kiếm tiền giúp anh sống tốt hơn được vậy cô sớm về đó mau đi đi tôi còn phải về làm việc thiếu chủ thực sự xin lỗi để ngài đợi lâu rồi thiếu chủ đâu anh ấy đã đi rồi hả đi rồi không sao thiếu chủ có việc nên đi trước nhưng mà anh ấy có kêu tôi dặn dò anh một việc chuyện gì cậu cứ nói gần đây công ty của anh có phải có nhân viên mới tên lâm hiểu không thiếu gia nói chăm sóc cô ấy cho tốt đừng để cô ấy chịu ấm ức gì cố gắng trợ cấp tài chính hết mức cho cô ấy nếu chuyện này mà có chút sai sót gì thì vị trí của anh đừng hòng ngồi tiếp rõ 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 lâm hiểu cô chạy đi đâu đó không ở chỗ làm việc của mình vừa đến đã rời khỏi vị trí tôi vừa ra ngoài có một chút không làm chậm trễ công việc mà cô còn dám cãi tiền lương tháng này trừ hết sao lại vô lý thế chứ hệ thống tiền lương chính là như thế nếu cô không muốn làm thì cút ngay có chuyện gì thế hoác tổng người mới này không hiểu chuyện vừa vào làm đã bỏ bê công việc để tôi dạy dỗ lại cô ta người mới kia tên gì thế chào hoác tổng tôi tên lâm hiểu tôi vừa có việc nên ra ngoài một chút không hề làm chậm trễ công việc gần đây công ty của anh có phải có nhân viên mới tên lâm hiểu không thiếu gia nói chăm sóc cô ấy cho tốt đừng để cô ấy chịu ấm ức gì Lâm Hiểu, cô đừng cãi cố nữa. Nếu ai cũng giống cô, thì công ty này loạn hết à. Nếu cô không muốn làm, thì cút khỏi công ty ngay. Người nên cút là cô đó. Hoác Tổng, là chủ quản, sao lại hống hách như vậy? Lòng nhiệt tình, với người mới đâu rồi? Tự xem lại bản thân đi. Nếu không, tự đến phòng nhân sự xin nghỉ đi, đừng để tâm. Lát nữa, vào văn phòng tôi một chuyến. Hoác Tổng. Cô tên Lâm Hiểu phải không? Ừm chuyện vừa nãy tôi thực sự xin lỗi cô cầm lấy cái này coi như là bồi thường không cần bồi thường không cần bồi thường trong thời gian làm việc tự ý rời khỏi vị trí cũng là do tôi sai từ nay về sau tôi không dám nữa sau này tôi sẽ nghiêm túc làm việc nghiêm túc trong công việc hay không không quan trọng chỉ cần cô ở lại thoải mái là được cầm lấy đi coi như là phúc lợi cho nhân viên mới mau lên Cảm ơn Hoác Tổng, không cần cảm ơn, chỉ cần thiếu chủ hài lòng là được. Được rồi, cầm lấy đi, phải vui lên nha. Trợ cấp cho nhân viên mới nhiều vậy sao? Không hổ là, công ty con của tập đoàn Đế Hào mà. Đúng là nhiều tiền. Lại đây. Không phải nhà chúng ta đang nghèo sao? Sao lại đến, nơi cao cấp thế này ăn cơm, Phúc lợi cho nhân viên mới, tôi nói là tôi sẽ kiếm tiền rồi mà. Hôm nay chúng ta không ăn mì nữa, tôi đưa anh đi ăn ngon. Ừm. Mau ăn đi, tôi gọi toàn món best seller ở đây đó. Ừm. Đây không phải Lâm Hiểu sao? Nghèo kiết xác mà cũng dám đến đây ăn cơm, đúng là uyên gia ngõ hẹp. Lâm Hiểu. Ai đây? Một con trà xanh, thích ăn bám khinh thường người. Cô nói ai là trà xanh, nói ai thích ăn bám. Lâm hiểu, cô giả vờ thanh cao cái gì? Tên bạn trai phú nhị đại kia của cô vừa về nhà liền đá cô. Có thấy nơi này, hình như có ruồi không? Vậy à? Đánh không chết. Có vẻ như, không chỉ ồn ào, mà còn ngập đầy mồm phân. Đây chính là, tên bạn trai bồi bàn của cô à? Lâm hiểu, cô cũng qua loa quá rồi đó ngụy vân phàm không cần cô nữa cô quay qua với đại một kẻ thấp hèn lương thắng có nổi ba nghìn không hai kẻ nghèo ở chung với nhau đến đây không phải định ăn vạ chứ tôi nói này trương linh linh cô lấy đâu ra tự tin thế hai chúng ta đều từ một trại trẻ mồ côi bước ra cô hơn tôi chỗ nào đừng lấy tôi ra so sánh với cô bạn trai tôi giỏi hơn bạn trai cô nhiều giám đốc điều hành tập đoàn đế hào lương hàng triệu mỗi năm bông tai ngọc trai, vòng cổ váy túi sanen của tôi đều là do bạn trai tặng có chút đó mà cũng dám lấy ra so sánh hắn hơn tôi chỗ nào đến từ cách sách giày cho tôi cũng không có nghèo thì không sao nhưng đã nghèo còn sĩ khẩu khí mạnh đấy không sợ mất mặt à tôi mất mặt này tiểu tử sao tôi phải từng gặp anh đến tôi cũng chưa gặp mà còn dám nói mình là giám đốc điều hành của tập đoàn đế hào loại giả mạo như cậu cũng chỉ xứng với loại phụ nữ ngu ngốc kia thôi anh có ý gì ý gì tự tìm cơ quan thẩm định mà xem có cái gì trên người hắn không phải hàng giả có thế mà cũng dám giao ai lâm hiểu ăn xong rồi chúng ta đi thôi tránh ruồi nhặng làm mất hứng cũng phải đi thôi mắt nhìn của anh chất thật những thứ trương linh linh mặc với đeo đều là phách sao vừa nhìn là biết phách vẫn là anh biết nhiều trương linh linh này từ nhỏ đã ham hư vinh cái gì cũng đi so nhìn dáng vẻ tức xì khói đó của cô ta đúng là đã đời tôi quên mũ bảo hiểm ở ghế rồi đợi tôi một lát tôi đi lấy nghe anh giải thích giải thích có gì mà giải thích hôm nay anh dám lừa tôi khiến tôi xấu hổ như vậy anh đi con xe của mía này ư bạn trai tôi có nghèo cũng vẫn mua được xe sang còn anh nghèo đúng là nghèo một con xe máy, có gì đáng tự hào chứ? Đây mà cô cũng gọi là xe sang à Gu kiểu gì thế Đừng nói nhảm với họ Chúng ta đi đây là sao thế nên mua cho anh chút quần áo rồi anh đừng xem thường dạp hàng lề đường nó có nhiều hàng thừa của trung tâm thương mại lớn lắm chỉ cần anh có mắt nhìn là chắc chắn có thể lời trước đây anh hay mặc thương hiệu nào tôi chưa từng mua quần áo đều là do trợ lý chuẩn bị cả anh mau về trả lại bộ vest này đi còn tôi tôi bây giờ chỉ có thể mua vài bộ ngoài hàng lề đường cho anh thôi đi được lắm được lắm quả nhiên là đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp nếu phu nhân thấy tôi đẹp trai thì chúng ta diễn giả thành thật đi lâm hiểu cô làm gì đó ngụy vân phàm sao anh tới đây tôi thực sự không ngờ cô lại là loại phụ nữ thế này tình cảm 5 năm của chúng ta Mà cô nói bỏ là bỏ Sau đó quay lưng ở bên tên ăn bám này Đúng không, anh nói vớ vẩn gì thế Rõ ràng là anh trở về Căn nhà giàu có đó xong thì liền thay đổi Bây giờ còn đổ cho tôi Ngụy ra có gì không tốt Có tiền có gì không tốt Mà cô lại nhất quyết Cùng tên nghèo hèn này sống khổ cực Đây gọi là tình cảm thật ư Mẹ tôi nói không sai mà Cô Đúng là tiện nhân này thằng danh dám bắt nạt vợ tôi trước mặt tôi tôi thấy cậu chán sống rồi đó dám đánh tao mày biết tao là ai không không phải chỉ là con chó ngu ngốc của tây á ngụy thị thôi sao sao tập đoàn đế hào hủy tất cả hợp đồng của các người giang sơn sụp một nửa rồi nhỉ sao mày lại biết rốt cuộc mày là ai đừng quan tâm tôi là ai nếu không muốn công ty các người biến mất khỏi vân hải trong ba ngày tới thì cút khỏi đây. Lâm Hiểu, lúc trước là tôi đã coi thường cô, bảo sao cô lại bỏ rơi tôi? Thì ra là bám được vào cái cây lớn hơn. Lời anh ta nói là có ý gì? Lời của một kẻ say rượu thôi mà, cô nghe hắn làm gì? Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Sao thế, vẫn chưa buông tay được ư? Chỉ là cảm thấy không đáng, tôi đồng hành cùng anh ta suốt 5 năm anh nói xem có phải người giàu nào cũng lòng lang dạ sói vì lợi ích thế không cũng không phải hoàn toàn là thế tiền chỉ là vật ngoài ra thứ sai không phải tiền mà là lòng người anh nói đúng nhưng tiền là thứ dễ ăn mòn trái tim con người nhất trên đời có vài người có tiền liền thay đổi mà những người có quyền có thế đa số đều ngông cuồng tự cao tự đại tôi không muốn có dính líu gì với những nhà giàu đó hết nữa tôi thật xui xẻo tám kiếp mới gặp phải một tên con nhà giàu như thế không thể nói thế được lỡ như lần tới cô lại gặp được con cái nhà giàu thì sao tôi làm gì đen đến mức ấy con người đâu thể dẫm phải cứt chó hai lần liên tiếp cơ hội chúng sổ số còn chẳng được bao nhiêu lỡ như tôi nói là lỡ như tôi cũng là con nhà giàu thì sao anh á anh đùa đấy à nếu anh mà là con nhà giàu thì sao lại đi làm phục vụ trong khách sạn sao lại không mua được nổi một bộ đồ tử tế anh đừng chọc cười tôi nữa anh vẫn là ngồi yên đợi tôi nuôi đi đừng nằm mơ nữa dù sao tôi với tên họ ngụy kia cũng không giống nhau hai người khác nhau anh đẹp trai hơn hắn này một lon đã say thiếu gia mở cửa thiếu gia bây giờ đi đâu nhà ở công cộng dân hưng gia viên đem con xe kia tới đây hả thiếu gia cái này không nhét được vào cốp có mỗi cái xe rách vứt luôn đi cậu có biết nó quan trọng thế nào không đưa chìa khóa cho tôi cậu lái nó bám theo tôi không được làm sức nó nếu không tôi thiếu gia thiếu gia đợi em với sao đi chậm thế thiếu gia cái này tốc độ của hai chiếc xe này quá khác nhau không bám theo kịp được rồi đợi lát nữa đỗ nó vào rồi cậu tự về nhà đi thiếu ra khi nào anh mới đưa thiếu phu nhân về nhà bây giờ chưa phải lúc cậu đừng bận tâm nữa nói sau đi đúng rồi nhớ đừng nói với mẹ tôi chuyện tôi sống ở đây Hả? chậm thôi cha nam toàn mùi rượu thôi đi tắm cái đã <laughs> oh, oh, oh. Oh. tôi thật không hiểu rõ ràng người bị nhìn là tôi tại sao người bị ăn đánh lại là tôi xin lỗi anh tôi vừa rồi là tôi giật mình không phải cố ý đâu anh cầm lấy số tiền này sao thế đây là tiền thuốc men hay bồi thường tổn hại tinh thần sao lại còn cả tiền lẻ thế này không phải đây là khoản trợ cấp của công ty sau khi ăn cơm xong thì vẫn còn thừa anh ở vân hải có một mình lại phải đi tìm việc anh cứ cầm trước đi thế còn cô tôi không sao tôi vẫn còn một chút tiền từ trước tiêu tiết kiệm một chút chắc sẽ trụ được đến khi có lương vợ à em thật tốt anh tha thứ cho em đó trưa nay ăn gì mọi người muốn ăn gì không phải dưới lầu có nhà hàng gì đó mới mở sao tôi mời mọi người ăn ok được đó lâm hiểu cô ăn cái này cho bữa trưa ư sao còn không bằng cơm của nông dân thế kệ cô ta đi cô ta là cô nhi không cha không mẹ nghèo rách mồng tơi nghe nói chồng cô ta còn là kẻ vô công rồi nghề cũng chỉ xứng với loại thế thôi đợi đã cô là lâm hiểu phải không đây là cơm chồng cô gửi đến có vài người ăn no rừng mỡ lúc nào cũng thích so đo không giống tôi, có một người chồng tốt. Đồ ăn ngon hơn người khác nhiều. Nhận được cơm chưa? Nhận được rồi. Em ăn rồi. Cảm ơn anh nhé, hôm nay không những được ăn ngon mà còn đỡ được cục tức. Nhưng mà, sau này anh đừng gửi nữa. Hộp cơm ngon như thế tốn bao nhiêu tiền? Em ở công ty, không cần tiết kiệm, đến mức hà khắc với bản thân đâu. Anh nghe nói, chưa nào, em cũng chỉ ăn một cái bánh bao cơm nước vẫn phải ăn uống cho tử tế nghe rõ chưa không sao lúc trước không phải đều như thế sao không có nhiều tiền thì đương nhiên phải tiết kiệm rồi em không nói nữa cúc trước đây sau này không được đưa cơm nữa nhà đầu này muốn cô ấy ăn bữa cơm tử tế có cần khó đến thế không alo bắt đầu từ ngày mai bên phía công ty thiên giật bao hết các bữa ăn nghe tin gì chưa công ty sẽ bao ăn đó còn là tiêu chuẩn hạng A nữa đó, nghe đồn là lệnh từ phía tổng bộ, xếp đúng là tốt thật, không biết là ý kiến của vị Bồ Tát nào, đúng. Tôm, sao cô ta lại có tôm? Sao cô ta lại có tôm? Sao tôi không có? Đúng đó, sao chỉ có mình cô ta có? Còn chúng ta thì không? Của cô thì sao? Sao chúng ta lại khác? Chuyện này là sao? Chắc xếp đặc biệt chiếu cố cô đó. Không lẽ anh ấy là bạn học của thẩm tu thần chắc thế rồi nếu không hôm đó thẩm tu thần cũng đã không đến văn phòng tổng giám đốc tìm người bảo sao giám đốc lại chiếu cố mình alo thiếu chủ đã làm như ngài yêu cầu rồi nhìn kia lâm hiểu với hoác tổng đang liếc mắt đưa tình đó chắc chắn có quan hệ không bình thường từ khi lâm hiểu tới hoác tổng luôn chiếu cố cô ta khắp nơi đến tôm cũng chỉ có mình cô ta có cô nói xem có khi nào họ là loại quan hệ đó không tôi thấy có thể lắm lần trước chủ quản đích thân dạy dỗ lâm hiểu đã bị hoác tổng mắng cho một trận hoác tổng có vợ rồi mà con hồ ly tinh lâm hiểu này đúng là mặt dày đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lâm hiểu tôi sẽ không để yên cho cô đâu anh nấu cơm à vợ ra ngoài làm việc anh ở nhà không có gì làm nên nấu bữa cơm là điều đương nhiên anh còn biết xuống bếp à gọi đồ ăn ngoài em cũng không cho ngồi đi thế nên anh chỉ đành đích thân làm theo hướng dẫn thôi lần đầu tiên nấu đó trông hơi tệ một chút không tệ không tệ tuy vẻ ngoài không được đẹp nhưng quan trọng vẫn là hương vị nào nào mau nếm thử đi sao rồi sao thế không ngon à <laughs> đây xin lỗi vợ nhé vốn dĩ anh định nấu một bữa ăn ngon cho em mà kết quả không sao không sao lần đầu anh nấu ăn mà có thể nấu chín được cơm đã là tốt lắm rồi vậy đi em mang đồ ngon về đây đây là hôm nay trong phần cơm của nhân viên có tôm hùm em đã lén đóng gói đem về đó đây là cơm của nhân viên công ty em không ăn mà đem về làm gì còn không phải tại mấy cái loa phát thanh ở công ty sao họ nói anh là đồ vô công rồi nghề em liền nghĩ chắc anh chưa được ăn tôm hùm bao giờ nên em đóng gói mang về cho anh anh mau ăn đi thế để anh đút cho em em cũng ăn đi em không ăn đây là em mang về cho anh mà em có muốn không ăn không có không ăn không anh làm gì thế có phải em không ăn không hả anh làm gì thế em cũng có đãi ngộ bên phía thiên giật thế nào dù sao cũng là công ty con của tập đoàn đế hào phúc lợi chắc chắn tốt rồi chỉ là đám đồng nghiệp đó có vẻ hơi khó làm việc chung người nọ dẫm lên người kia mắt mọc ở trên đỉnh đầu họ bắt nạt em sao không hẳn là bắt nạt chỉ là nói nhảm hơi nhiều bọn họ ăn uống mặc miết các kiểu đều thích đem ra so sánh phiền chết được lâm hiểu tiền của em đều đổ lên người anh anh nghĩ em cũng nên mau vài bộ đồ mới tránh người ta coi thường em cũng định thế nghe nói chợ đêm phía trước đang giảm giá em qua đó mua vài bộ đã muốn mua thì phải mua đồ tốt quốc tế hào đình ở ngay bên cạnh anh đưa em tới đó quốc tế hào đình anh đùa gì thế quần áo ở đó với đại cũng cả chục nghìn rồi đó đâu phải nơi người nghèo như chúng ta đến em đừng bận tâm hôm nay anh thanh toán để anh đưa em đi chọn thôi bỏ đi với chút tiền đó của anh còn là em cho anh anh vẫn là lo tìm việc đi, đừng tiêu lung tung. Em qua kia xem đồ trước. Lát nữa tôi đưa người đến quốc tế Hào Đình mua quần áo. Cậu nói với bên đó một tiếng, kêu giá cả quy đổi hết ở mức 0,001. Còn không mau làm, Lâm hiểu. Đừng đi nữa, chúng ta đến quốc tế Hào Đình đi. Chỗ anh có thẻ vip ở đâu ra thế? Hôm qua anh đi xin việc bồi bàn, vừa hay có bốc thăm trúng thưởng anh may mắn nên đã trúng giải nhất. Họ cho anh tấm thẻ này, nghe nói dùng cái này mua quần áo, được giảm giá còn 0,001%, 0,001%, vậy không phải một bộ đồ 10.000, chỉ cần trả 10 tệ sao? Đúng đó, có phải còn rẻ hơn hàng lề đường không? Chúng ta mau đi thôi. Ừm, hôm nay đi mua sắm đã quá trời, một lần mua, nhiều đồ hàng hiệu thế này, quan trọng là thái độ phục vụ của nhân viên, cô ấy còn tưởng chúng ta là người giàu cơ đấy lúc nhìn chúng ta hai mắt như phát sáng vậy những cái này đều là nhờ tấm thẻ đó của anh nếu em thích thì vậy đi cho em không được đồ quý như thế sao em nhận được cứ nhận đi kết hôn lâu như vậy rồi anh cũng chưa mua gì cho em đây cứ coi như một món quà đi huống hồ hôm nay còn là một ngày vô cùng đặc biệt ngày đặc biệt gì em nhắm mắt lại trước đi ồ nhắm chặt đó xong chưa vậy được rồi tới đây anh đi đâu thế được rồi mở mắt ra đi sinh nhật vui vẻ sao anh biết hôm nay là sinh nhật em trên giấy đăng ký kết hôn của chúng ta không phải có viết sao em làm sao thế em lớn vậy rồi mà chưa có ai chúc mừng sinh nhật bao giờ hôm nay là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho em sao anh lại tốt thế chứ đồ ngốc đừng khóc nữa thẩm tu thần sao anh lại tốt vậy chứ anh tốt ở đâu tuy anh vừa nghèo vừa bất tài đến bạn học đã làm giám đốc rồi mà anh vẫn thất nghiệp dừng rốt cuộc là em đang khen anh hay là đà kích anh thế nhưng mà anh dịu dàng chu đáo tinh tế còn thương vợ anh là một người đàn ông tuyệt vời thật sao anh tốt vậy à vậy nếu anh thực sự tốt như thế thì chúng ta bỏ hợp đồng đi đi hợp đồng gì hợp đồng hôn nhân chúng ta có thể không ly hôn không anh cảm thấy sống thế này cả đời cũng rất tốt nhưng chúng ta không có cơ sở tình cảm không có thì có thể từ từ bồi dưỡng có rất nhiều người yêu nhau sau khi kết hôn mà anh thấy chúng ta có thể thử thử cũng không phải không được thật sao vậy quyết định thế nhé chỗ này của em dính kem này ngồi im để anh chúng ta đã ở bên nhau rồi mà em vẫn chưa biết tình hình nhà anh đợi một khoảng thời gian nữa anh sẽ đưa em đi gặp mẹ sao thế không nói bây giờ được ư em xem bây giờ anh còn chưa có công việc ổn định anh đừng lừa em đó không đâu bây giờ em là vợ anh anh còn phải bảo vệ em cả đời ai là lâm hiểu là tôi có chuyện gì sao con tiện nhân này cô là ai sao cô lại đánh tôi tôi là ai tôi là vợ của sếp các người vợ sếp đến bắt gian kia có vẻ là lâm hiểu quyến rũ hoác tổng thật rồi Lần này có kịch hay xem rồi Quyến rũ chồng tôi phải không Vợ sếp cô nói gì thế Tôi quyến rũ chồng cô khi nào Cả công ty đều đang đồn ầm lên rồi Cô tưởng tôi điếc à Vợ sếp này cô nói tôi quyến rũ chồng cô Vậy cô có bằng chứng không Cần gì chứng cứ Bộ đồ này chắc phải 20.000 đến 30.000 nhỉ Tuy không phải là thương hiệu gì quá lớn Nhưng cũng không phải Thứ mà loại người có thu nhập như cô mua nổi Hoác vệ đông mua cho cô sao Liên quan gì đến hoác tổng đây là đồ chồng tôi tặng lâm hiểu chồng cô là kẻ vô cư rồi nghề còn phải sống dựa vào cô nói dối cũng phải có kịch bản chứ chúng tôi không bảo vệ nổi một nhân viên đê tiện như cô đâu cô các người ngậm máu phun người tôi không có gì để nói với các người cả muốn đi ư không dễ đâu xem tôi có xé nát cô không thả tôi ra thả tôi ra dừng lại làm gì đó cô chạy đến công ty nổi điên cái gì được lắm anh còn dám bảo vệ con hồ ly này sao tôi nói cô biết cô ấy không phải người cô có thể tùy tiện vu khống đâu còn cô nữa đứng đó làm gì cút về làm việc vu khống anh có dám nói cô ta không phải tình nhân của anh không anh có dám nói giữa hai người không có chút tình cảm riêng nào không ai nói với cô là chúng tôi có gian tình cả công ty đều đang đồn rồi có phải anh tưởng tôi ngu không hoác tổng tôi thấy anh đối xử với cô ta rất lạ nha cô ta có cái gì vậy chứ khuôn mặt này ừ thì cũng có chút nhan sắc thật không ngờ anh lại thích kiểu này diệp đại tiểu thư của tôi ơi tôi có đắc tội với cô đâu cô có thể đừng thêm dầu vào lừa lúc này được không chị em tốt của tôi bị cắm sừng tôi phải chống lưng cho cô ấy chứ cô nói xem chuyện đó là thật hay giả chuyện của giám đốc tôi không dám nói nhiều anh ấy với lâm hiểu có gian tình không tôi không biết nhưng đãi ngộ của lâm hiểu ở công ty quả thực là không bình thường lần trước hoác tổng còn lấy hai mươi nghìn từ phòng tài vụ cho Lâm Hiểu Nói là tiền trợ cấp cho nhân viên mới Công ty chúng tôi chưa từng có khoản này bao giờ Giải thích đi, thiếu gia đã dặn là không được nói Giải thích cái gì, không có gì để giải thích cả Nếu Hoác Tổng đã không giải thích Thì cô có gì muốn giải thích không Nếu cô đã không giải thích được Thì tôi sẽ coi như là Hai người có gian tình Để tôi giải thích Tu thần là tôi đã sắp xếp hoác vệ đông chỉ là nghe tôi căn dặn nên mới giúp đỡ lâm hiểu tại sao anh là giúp cô ta em không sao chứ ừm vì cô ấy là vợ tôi có ý kiến gì không cái gì sao cô ta là vợ anh được sao lại thế được con dâu bác gái chọn vẫn luôn là em tại sao anh lại cưới cô ta diệp tính mẹ tôi chọn không liên quan đến tôi tôi muốn cưới ai là chuyện của tôi không đến lượt cô xía vào là mày mày quyến rũ tu thần trả tu thần lại cho tao diệt tính cô làm gì đó không sao chứ không sao hiểu hiểu hay là em xuống lầu đợi anh để anh xử lý nhưng anh em yên tâm anh là chồng của em anh có thể giải quyết to gan hết rồi đúng không dám ức hiếp người phụ nữ của tôi alo thông báo xuống lập tức hủy bỏ tất cả các hợp đồng với diệp thị cái gì tu thần anh không thể hủy bỏ hợp đồng của diệp thị khi cô đánh vợ tôi thì nên nghĩ đến chuyện này tu thần chỉ là em quá yêu anh mà thôi em không nhìn nổi anh cưới người khác sao anh có thể đối xử với em như vậy em là thiên kim tập đoàn diệp thị lại không sánh bằng kẻ hèn mọn có thu nhập thấp như cô ta ư hèn mọn nếu cô còn nói thêm một câu nữa thì tôi không ngại khiến diệp thị biến mất ngay ngày mai đâu em không dám em không dám nữa còn không mau cút thiếu chủ vợ tôi không biết chuyện không phải cố ý xúc phạm thiếu phu nhân đâu mong ngài nể mặt tôi mà tha cho cô ấy một lần bỏ đi tôi tin hoắc phu nhân nếu không phải bị xúi dục thì cũng không làm ầm lên như vậy nhưng tôi muốn biết ai đứng sau giở trò là cô ta gọi điện cho tôi Tôi, tôi không biết Lâm hiểu là thiếu phu nhân. Thiếu gia, tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi. Vâng. Lại người như cô ở lại công ty, chỉ tổ làm hại công ty. Mau cút khỏi thiên giật, thiếu gia, đừng, thiếu gia tôi còn phải nuôi gia đình, ngài cho tôi một cơ hội đi, lần sau tôi không dám nữa. Cút. Đều là tại mày, đi chết đi. anh sao rồi đau 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 lâm hiểu không sao chứ người đâu mau gọi xe cấp cứu diệp tính làm hại người khác xong còn muốn chạy ư bác sĩ nói chỉ bị gãy xương nhẹ không có gì nghiêm trọng anh không sao chỉ cần em không sao là tốt rồi hôm nay cảm ơn anh tôi thấy vẫn là nên gọi điện cho mẹ anh để bác ấy đến chăm sóc anh tôi đi trước đây đừng đi em đừng rời xa anh có được không mấy ngày nay không có em bên cạnh anh đều phải sống trong đau khổ vân phàm tôi đã kết hôn rồi anh đừng như vậy nữa em kết hôn với anh ta là vì để trả thù anh đúng không anh nghĩ nhiều rồi tôi chia tay với anh là vì suy nghĩ của chúng ta khác nhau tình cảm cũng đã cạn tôi không cần thiết phải trả thù anh anh không tin Anh không tin em có thể nói bỏ là bỏ tình cảm 5 năm của chúng ta Hiểu hiểu, đừng rời xa anh có được không Hiểu hiểu, anh ngụy Bám lấy vợ tôi như vậy E là không ổn Cô ấy vốn dĩ là của tôi Anh làm cho rõ Bây giờ người kết hôn với cô ấy Là tôi Hôm nay anh cứu cô ấy Tôi không tính toán với anh Anh muốn nói riêng với anh ta vài câu em ra ngoài trước đi. Hai người, đừng đánh nhau. Yên tâm, hôm nay anh ta cứu em, anh sẽ không làm khó anh ta đâu. Hơn nữa bây giờ anh ta bị thương, anh không thể so đo với một người bị thương. Một trăm triệu, chi trả chi phí chữa bệnh cho anh, và cảm ơn anh cứu vợ tôi. Không hổ là thiếu gia tập đoàn đế hào. Ra tay đúng là rộng rãi, ha ha, anh biết thân phận của tôi, người đàn ông dám cậy tường nhà tôi, tôi không thể không biết chút thông tin này Chỉ cần anh đồng ý sau này Đừng bám lấy Lâm Hiểu nữa Tôi sẽ phục hồi tất cả hợp tác của Ngụy Thị Tây Á và Tập đoàn Đế Hào Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao Có phải cậu còn chồng đối nhà họ Ngụy chúng tôi không Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Cậu tưởng tôi nhường nhịn Thì các người có thể ở bên nhau à Đến cả mẹ tôi cô ấy còn không qua được Đừng nói là ải của bà thẩm Điều này không cần anh lo lắng Tôi khác với anh đã cưới vợ rồi thì tôi có thể bảo vệ thật tốt. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho mẹ tôi hại cô ấy, cũng tuyệt đối không để cô ấy chịu ủy khuất, ai mà không biết mạnh miệng. Bây giờ Lâm Hiểu, biết thân phận thật sự của cậu thì sao? Bây giờ cậu có phải còn ở nhà thuê của Lâm Hiểu không? Thế nào, có phải không dám dẫn cô ấy về nhà không? Anh lo chuyện bao đồng thật. Cô gái tôi yêu 5 năm, dựa vào đâu cậu nói dành là dành? cậu đường đường là thiếu gia tập đoàn đế hào muốn cô gái nào mà không có nếu như cậu thật sự muốn chịu trách nhiệm với cô ấy thì sẽ gạt cô ấy hết lần này đến lần khác không nói lời tươi đẹp như vậy chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa cô ấy mà thôi ngụy vân phàm tôi cảnh cáo anh đừng nói bậy bạ tôi chưa từng gạt cô ấy cũng chưa từng muốn chơi đùa với cô ấy lâm hiểu biết thân phận thật sự của cậu không còn ngốc nghếch cho cậu ở nhà của cô ấy cậu có biết lâm hiểu ghét nhất chính là người khác gạt cô ấy như con ngốc, cậu nói xem, nếu như để cô ấy biết cậu gạt cô ấy thì sẽ thế nào? Thẩm Tu Thần, tôi mặc kệ thân phận của cậu là gì, tôi nhất định cướp Lâm Hiểu về. Lúc nãy anh nói gì với Ngụy Vân phàm vậy? Chủ đề của đàn ông với nhau thế nào em lo cho anh ta dù sao anh ta cũng bị thương vì em sao có thể không lo lắng chứ bây giờ em là vợ anh sao em có thể nhung nhớ người đàn ông khác chứ ai nhớ nhung người khác chứ em chỉ thấy anh ta bị thương em yên tâm anh ta vì cứu em anh sẽ bù đắp cho anh ta anh nghèo đến vậy bù đắp thế nào anh buông ra biết bao nhiêu người nhìn kia hôm nay anh ở công ty hình như có uy phong rất lớn hình như mọi người đều rất sợ anh đúng rồi người phụ nữ điên nắm tóc em là ai vậy hình như cô ta quen biết anh cậu có biết lâm hiểu ghét nhất chính là người ta gạt cô ấy như một kẻ ngốc cậu nói xem nếu như để cô ấy biết cậu gạt cô ấy thì sẽ thế nào lâm hiểu được anh nói thật với em thật ra anh alo tôi lập tức qua ngay bây giờ anh có chút việc gấp đi trước đây sao anh lại đi rồi anh về nhà trước lát nữa đến tìm em con về rồi đồ khốn nạn này nghe nói con tìm con nhóc trong cô nhi viện còn là hồ ly tinh dụ dỗ đủ thứ người hồ ly tinh thì ra là cô ăn nói lung tung sao cô lại ở đây không phải tôi đã đưa cô vào đồn cảnh sát rồi sao con còn dám nói nếu như không phải mẹ bảo lãnh con bé ra bây giờ nó vẫn còn ở trong tù đường đường là thiên kim diệp thị lại bị con trà đạp như vậy tại mẹ không biết hôm nay cô ta đã làm chuyện gì cô ta bác gái con chỉ tức giận nhất thời nên mới không nhịn được mà đẩy cô ta đâu có biết đột nhiên có xe chạy ngang không sao không sao không phải cũng chẳng có chuyện gì sao không có chuyện gì nếu không phải tên nhóc họ ngụy kia thì hôm nay lâm hiểu mất mạng rồi nếu như người ta muốn khởi tố mẹ cảm thấy cô ta có trốn thoát không người của ngụy thị tây á dễ giải quyết nhưng mà con lại làm chuyện nhàm chán con xem tịnh nhi tức thế nào kìa con làm chuyện nhàm chán gì chứ mẹ con không hiểu tại sao mẹ lại thích người ta như vậy cứ ép con cưới cô ta hai nhà thẩm diệp môn đăng hộ đối mẹ con bé và mẹ từ nhỏ đã là bản thân hơn nữa tịnh nhi là cô gái mẹ chăm từ nhỏ đến lón nó có gì không tốt chứ con cứ một mực cưới nhà đầu đó còn vì nhà đầu đó hủy hợp đồng với nhà họ diệp con muốn mẹ tức chết à lâm hiểu là cô gái tốt nhất mà cả đời này con từng gặp bây giờ cô ấy là vợ của con con dâu của mẹ mẹ có thể đừng cứ mở miệng ra là đồ đê tiện không cái gì mà con dâu mẹ vốn dĩ không chấp nhận hôn sự này con mau chóng ly hôn với cô gái đó cho mẹ mẹ lần này mẹ không thể quyết định bây giờ con đã lớn rồi mẹ không có quyền can thiệp vào hôn sự của con con làm mẹ tức chết mà đúng là phản rồi bắt thiếu ra lại cho tôi khi nào nghĩ thông rồi thì lúc đó thả ra kéo đi mẹ không thể nhốt con nhẹ một chút đau 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 vết thương khôi phục thế nào là cô sao cô lại ở đây đương nhiên là đến thăm anh rồi dù sao vết thương trên người anh ít nhiều cũng liên quan đến tôi con trai chính là cô gái này khiến con bị tai nạn vào bệnh viện đúng không chỗ này không hoan nghênh cô mời cô lập tức đi cho vừa mới gặp mặt đã muốn đuổi tôi đi tôi cảm thấy anh nên tốt với tôi một chút cô muốn hại lâm hiểu tôi còn phải đối xử tốt với cô tôi khuyên cô một câu biết điều thì cút ngay cho tôi đừng ép tôi báo cảnh sát cô có nghe lời của con trai tôi không mau cút đi đừng có mà không biết điều ngụy vân phàm anh đừng tưởng tôi không biết vụ tai nạn này thật sự là tôi làm à cô có ý gì đến cả một cô vợ cũng canh không xong nhà họ ngụy các người đúng là phế vật lắm tôi sợ nhà họ ngụy các người cắn mãi không buông tôi phái người điều tra tài xế gây tai nạn từng quen biết với anh đến cả xe của hắn cũng là anh mua trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy tôi đoán anh đã theo dõi lâm hiểu rất lâu rồi cô ta từng là vợ chưa cưới của anh lại bị thẩm tu thần giành ngang anh không cam tâm cho nên nghĩ đủ mọi cách lên kế hoạch cho màn khổ nhục kế này vì muốn khiến lâm hiểu mềm lòng đúng không nói ra xem như tôi giúp anh một việc lớn rốt cuộc cô muốn làm gì chẳng qua tôi muốn nhắc nhở anh quản tốt người của anh đừng để cô ta dụ dỗ đàn ông của người khác cô con trai người phụ nữ điên này nói thật chứ sao con có thể vì một con tiện nhân nhung nhớ không quên hại mình vào bệnh viện như vậy chứ bây giờ cô ấy không tập trung nhất định không để ý xung quanh đợi lát nữa nhân lúc cô ấy không chú ý lái xe đụng cô ấy có xảy ra chuyện không lỡ như cô ấy báo cảnh sát yên tâm đi vào lúc quan trọng tôi sẽ bảo vệ cô ấy cậu thắng xe lại đừng đụng mạnh quá đến lúc đó người bị thương là tôi chỉ cần tôi không báo cảnh sát thì cậu sẽ không sao phải làm như vậy à đúng bởi vì chỉ có như vậy cô ấy mới thấy nợ tôi tôi muốn cô ấy trở về bên cạnh tôi giao cho cậu đấy con trai có phải con điên rồi không sao con có thể ngốc như vậy chứ đến cả mạng con cũng không cần nữa à mẹ lúc trước con từng nói với mẹ con không thể rời xa lâm hiểu nếu như không phải mẹ sự việc cũng sẽ không đến bước như hiện giờ vậy ý của con là mẹ có lỗi à một đứa cô nhi không hề xứng với nhà họ ngụy chúng ta mẹ xem thường cô ấy nhà họ thẩm đế đô có thể nhìn chúng cô ấy đắc tội với lâm hiểu nhà họ ngụy chúng ta đợi uống gió tây bắc đi cô gái đó không sai nhà họ ngụy chúng ta đúng là rất tàn phế bị người ta giành vợ còn bị người ta đè xuống đất đánh vậy vậy con nói những lời này còn có ích không mẹ mẹ ngồi trước đi con muốn giành lại lâm hiểu ngoài lâm hiểu ra con sẽ không cưới người khác đâu mẹ nếu như mẹ còn muốn có con dâu thì mẹ giúp con đi được không mở cửa làm sao đây trễ vậy rồi hiểu hiểu nhất định sẽ lo lắm đã trễ vậy rồi sao còn chưa về nữa số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau không xảy ra chuyện gì chứ alo là tôi tôi là mẹ của vân phàm à bác gái bác có chuyện gì không con trai tôi bị thương vì cô cô không nên đến bệnh viện chăm sóc nó à xin lỗi bác gái vân phàm đúng thật là bị thương vì con nhưng bây giờ đã trễ như vậy rồi cô nam quả nữ ở cùng nhau không tiện lắm có lẽ nhà họ ngụy còn những người khác nhà họ ngụy có sự nghiệp to lớn có nhiều việc xử lý lắm làm gì có thời gian ngày ngày chạy đến bệnh viện chăm sóc nó vậy mời hộ lý đi không được cô phải đến chăm sóc nó con lâm hiểu nếu như cô có chút lương tâm thì cô nên đến bệnh viện chăm sóc nó trước khi vân phàm hồi phục làm phiền cô chăm sóc cho nó bây giờ nó không thể nhúc nhích cho nên, một ngày ba bữa của nó, bao gồm cả việc tắm rửa đều phải chăm sóc cho nó. Bằng không? Con biết rồi. Hiểu hiểu. Vất vả cho em rồi, không sao, anh bị thương vì tôi, tôi làm những việc này cũng nên. Đúng là rất nhớ cuộc sống lúc trước của chúng ta, mỗi lần anh bị bệnh, em đều chăm sóc anh như vậy. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi đã lấy chồng rồi. Những chuyện quá khứ của chúng ta, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ tôi chăm sóc anh như vậy là vì báo đáp ân cứu mạng của anh. Đợi anh khỏe rồi thì đừng liên lạc nữa. Ngủ sớm đi. Sao có thể như vậy? Khi mấy bức ảnh sáng nay được công bố lên trang mạng nhà họ Ngụy, bà chủ nhà họ Ngụy còn nói, con trai mình sắp có chuyện vui. Con đã nói Lâm hiểu đó chính là hồ ly tinh một bên dụ dỗ tu thần một bên bám lấy thiếu chủ nhà họ ngụy đúng là mạnh miệng không sợ no cả đời này con chưa gặp người mặt dày như vậy đây chính là vợ tốt mà con tìm dựa vào thực lực của nhà họ thẩm chúng ta ở vân hải con muốn tìm cô gái thế nào mà không có con lại tìm một cô gái không ra gì thế này để mặt mũi chúng ta bị người khác chà đạp nếu như chuyện này truyền ra ngoài danh tiếng của nhà họ thẩm chúng ta có còn cần nữa không bác gái đừng tức giận hại sức khỏe vì loại phụ nữ này không đáng tu thần cũng chỉ vì bị cô ta che mắt nhất thời thôi giờ bị cắm sừng rồi có lẽ anh ấy cũng hiểu rõ mẹ mấy tấm ảnh này rốt cuộc ở đâu ra trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm con muốn đích thân đi tìm lâm hiểu hỏi rõ cô ấy đứng lại cho mẹ cả đời này con cũng đừng hòng gặp cô gái đó nữa trừ khi con đồng ý liên hôn với nhà họ diệp bằng không cả đời này con đừng hòng ra khỏi nhà này trông chừng thiếu ra kỹ cho tôi mẹ mờ nga lại một ngày trôi qua rồi vẫn không liên lạc được với tu thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy vẫn còn đợi người tình của em à e là cậu ấy sẽ không đến đâu Sao anh lại biết anh ấy sẽ không đến Người ta là con nhà giàu Một tay che trời ở Vân Hải Thật sự tưởng người ta nhìn chúng em à Cái gì mà con nhà giàu Một tay che trời Vẫn còn bị giấu không biết gì à Có biết cậu ta là ai không Cậu ta là thiếu chủ của tập đoàn Đế Hào Người nắm quyền tương lai của tập đoàn Đế Hào Chỉ dựa vào em Đến cả nhà họ ngụy còn không thể vào Còn trông mong gì nhà họ thầm Anh nói bậy Sao anh ấy có thể là thiếu chủ của Đế Hào chứ Ngoài thiếu chủ của đế hào Thì ai có sức ra một chi phiếu lớn như vậy Ây da Anh nghe nói thiếu chủ đế hào Chơi rất dữ Cũng không rộng lượng thường Em nghĩ xem Hot girl minh tinh Hay con nhà giàu gì Mà người ta chưa từng chơi Vậy dụ dỗ em Có lẽ là sơn hào hải vị ngán rồi Muốn đổi thành rau dại Để đổi khẩu vị Nhưng mà Rau dại Ăn một vài miếng là đủ rồi Ăn nhiều hết thú vị tôi không tin ngụy vân phàm anh đừng có mà gây chia rẻ trừ khi anh ấy đích thân nói không thì người khác nói tôi không tin chữ nào cả bây giờ tôi đi tìm anh ấy thẩm tu thần Chú trợ. Chú trợ. vẫn chưa về đã mấy ngày rồi anh ấy đi đâu được chứ người ta là công tử nhà giàu một tay che trời ở vân hải thật sự tưởng cậu ta nhìn chúng em à Lúc nãy là thiếu chủ của Đế Hào à, trời ơi anh ấy đẹp trai quá, cô nói xem nếu như có thể gả cho thiếu chủ thì có phải sẽ đạt đến đỉnh cao cuộc đời không? Hoặc vệ Đông chỉ nghe lời dặn dò của anh nên mới giúp Lăng Tiêu. Không phải anh ấy, không phải anh ấy, là thiếu chủ của tập đoàn Đế Hào đó chứ. Được, tôi lập tức về ngay. Anh về nhà một chút, lát nữa đến tìm em. Đừng suy nghĩ lung tung mình tin anh ấy đợi anh ấy đến rồi nói anh về rồi à bà là ai vậy tôi chính là mẹ của thẩm tu thần bác gái mời dùng trà trà lạnh cả rồi ở bên ngoài tôi không uống lung tung bác gái bình thường bác uống toàn là long tỉnh mấy chục ngàn một lượng không phải trà nào cũng có thể thấm giọng bác được trong nhà này sao lại có mùi nghèo nàn vậy bác gái bác tìm con có chuyện gì ạ à? hôn sự của cô và con trai tôi tu thần không được gia đình đồng ý không được tính lấy hộ khẩu và giấy kết hôn ra đây cho tôi bây giờ lập tức đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn cho tôi đây là ý của tu thần sao có gì khác nhau à nếu như là ý của tu thần con có thể lập tức đến cục dân chính cùng bác nhưng nếu như không phải ý của anh ấy con cảm thấy bác không có quyền can thiệp vào bọn con cô to gan thật dám nói chuyện với tôi như vậy con hồ ly tinh này không phải chỉ vì tiền thôi sao Trong thẻ này có 50 triệu Cầm 50 triệu này Rời xa con trai tôi Cút khỏi Vân Hải Tôi nói cho cô biết Loại người bám lấy nhà giàu như cô Tôi gặp nhiều rồi Tôi cho cô thêm 5 triệu của hồi môn Và 10 triệu tiền xính lễ Bác gái Bác cũng cảm thấy con là vì tiền Nên mới ở cùng con trai bác sao Chẳng lẽ không phải à Dựa vào địa vị của nhà họ thẩm Có cô gái nào không cố hết sức mình mà chen vào chứ nhưng mà thủ đoạn đê tiện như cô thì là người đầu tiên con không biết tại sao bác lại có thành kiến với con đến vậy nhưng lâm hiểu con không hổ thẹn với lương tâm con sẽ không lấy đồng nào đâu nếu như ly hôn là ý của tu thần con có thể lập tức đến cục dân chính với bác sau đó ly hôn với anh ấy rời khỏi vân hải nhưng nếu như con không nghe thấy anh ấy đích thân nói như vậy con sẽ không đồng ý đâu nếu như cô không biết tốt xấu như vậy tôi sẽ có cách đối phó với cô đúng rồi đây là Diệp Tịnh Là con dâu duy nhất của nhà họ thẩm chúng tôi Cô đấy, từ bỏ ý định đi Đúng là tức chết được Sao con nhà đầu này khó giải quyết vậy chứ Hồ ly nào mà không thích tiền Bác gái, cô ta không nhận thẻ của bác E là muốn số tiền lớn hơn 50 triệu không thể thỏa mãn Được cô ta Một nhà đầu thối trong cô nhi viện Mà 50 triệu còn không thỏa mãn cô ta à Nếu như chọc tức bác Thì cô ta đừng hòng lấy được đông nào Bác gái, bây giờ tức giận không có ích gì đâu phải biết rằng một người phụ nữ một khi nắm được trái tim của người đàn ông thì muốn gì mà không có chẳng qua cô ta cậy tu thần yêu chiều cô ta mới ngông cuồng như vậy thôi theo con thấy việc quan trọng bây giờ chúng ta phải khiến tu thần rời khỏi cô ta mới được nhóc con đó cứng đầu lắm muốn bắt nó buông tay e là không dễ bác gái hay là thế này con còn có chiêu này nữa à cứ làm như vậy đi người vợ tốt của con sau khi ly dị với con, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc bạn trai cũ của cô ta, hai người đã nối lại tình xưa, tháng sau chuẩn bị kết hôn. Không thể nào? Sao lại không thể chứ? Thiệp mời đã đưa tận tay con rồi, mùng 7 tháng sau kết hôn. Không thể nào? Con và cô ấy còn chưa ly hôn, sao cô ấy có thể kết hôn chứ? Ai nói con chưa ly hôn? Mẹ đã lấy sổ hộ khẩu của con, giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi. sao mẹ có thể làm như vậy cô ấy đồng ý rồi à trước giờ mẹ luôn không đồng ý hôn sự của bọn con nhà họ ngụy lại cho cô ta không ít lợi ích có gì mà cô ta không đồng ý chứ không con không tin mẹ mẹ cho con ra ngoài con muốn tìm cô ấy hỏi cho rõ mẹ bây giờ con không thể ra ngoài khi hôn lễ của họ chưa hoàn thành con đừng hòng ra ngoài để tránh con đi phá hôn sự của người ta nhà họ thẩm chúng ta không thể mất mặt như vậy. Đợi họ gạo sống nấu thành cơm, mẹ sẽ thả con ra ngoài. Mẹ mẹ cho con ra ngoài đi. Mẹ. Mẹ thả con ra ngoài đi. Thiếu gia. Cậu có ở trong không? Cậu đến rồi, mau, mau thả tôi ra ngoài, tôi không có chìa khóa. Không thể thả anh ra ngoài, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chuồn vào, chỉ muốn hỏi tình hình của anh thế nào rồi. Tôi không sao, tôi vẫn ổn. Lâm Hiểu và Ngụy Vân Phàm. Họ thật sự sắp kết hôn rồi sao? Tôi cũng không biết, nhưng mà bà chủ nhà họ Ngụy đã áp ảnh của thiếu phu nhân và Ngụy Vân Phàm lên trên mạng. Nói chuyện vui của họ sắp đến. Bây giờ bên ngoài, giao truyền rất dữ rồi. Đúng thật là có, lời đồn hai người sắp kết hôn, mẹ tôi đã nhận được thiệp mời rồi. Mùng 7 tháng sau, họ sẽ kết hôn, vậy phải làm sao? Cậu mau nghĩ cách, đưa tôi ra ngoài, tôi thật sự không thể đợi đến mùng 7. Tôi nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho rõ, tôi cũng không có cách. Đúng rồi, tuần sau, không phải là tiệc họ của lão phu nhân sao? Nếu như cậu đi tham gia tiệc họ thì có cơ hội chuồn ra ngoài rồi, nhưng bây giờ mẹ tôi không tin tôi. Có lẽ bà ấy sẽ không cho tôi đi dự tiệc họ, vậy thì thế này, cậu đi nhận lỗi với lão phu nhân, chắc chắn bà ấy hy vọng cậu đi tham gia bữa tiệc, nếu như bà ấy có yêu cầu gì thì cậu cứ đồng ý với bà ấy trước tất cả đợi đến bữa tiệc rồi nói cũng chỉ có thể như vậy thôi nói đi tìm mẹ có chuyện gì mẹ con nghĩ cả đêm cuối cùng cũng nghĩ kỹ rồi nếu như con và lâm hiểu đã ly hôn con sẽ không bám lấy cô ấy nữa mẹ cho con ra ngoài đi vậy là con nghĩ thông rồi à mẹ không tin mẹ mẹ không thể nào nhốt con đến tháng sau được hơn nữa con là con trai mẹ tháng sau là sinh nhật mẹ con không thể không đi. Con mà bất hiếu như con, không tham gia cũng được. Mẹ. Nếu muốn ra ngoài, không phải không được. Nhưng mà, con phải hứa với mẹ một điều. Mẹ sẽ cho con ra ngoài vào tiệc sinh nhật của mẹ. Đây là tiệc thọ 60 tuổi của lão phu nhân, chuẩn bị tổ chức tiệc thọ ở khách sạn Đế Hào đây là thiệp mời thiên giật là công ty con của đế hào dù gì tôi cũng là tổng giám đốc của thiên giật có thể làm việc là có thể vào không cần thư mời ai nói thư mời này anh tôi muốn anh đưa cho lâm hiểu lâm hiểu là thiếu phu nhân của đế hào tham gia tiệc thọ của mẹ chồng mình còn cần thư mời sao cái gì mà thiếu phu nhân bác gái không hề thừa nhận cô ta lâm hiểu đừng hòng vào nhà họ thẩm vậy tại sao còn đưa thư mời cho cô ta anh đừng hỏi nữa đây là ý của thẩm phu nhân xem là hồng môn yến gọi lâm hiểu vào đây hóa tổng anh tìm tôi thiếu phu nhân đừng khách sáo như vậy tôi không phải thiếu phu nhân gì ở công ty anh là cấp trên tôi là cấp dưới chúng ta vẫn nên chuyện nào ra chuyện nấy vậy được thôi anh tìm tôi có chuyện gì à tuần sau là tiệc thọ của bà chủ tập đoàn đế hào chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc thọ ở khách sạn đế hào cái này là thư mời cho tôi à tôi được người khác nhờ Cũng tốt, tiệc thọ của thẩm phu nhân Tu thần nhất định cũng tham gia Nếu như mình đi, có thể sẽ gặp được anh ấy Ý của bà thẩm không thể không nghe theo Xin lỗi Kim Ngọc Mãn đường rốt cuộc ở đâu vậy? Tiêu, đây không phải là Lâm Hiểu sao? Đến tham gia tiệc thọ của thẩm phu nhân à? Thế nào? Bị tu thần chơi đùa một phen Mà đến cả một bộ đồ gia hồn cũng không mua cho cô à? Nếu như không phải thiếu gia đích thân thừa nhận thật sự không nhìn ra thiếu phu nhân của đế hào lại ăn mặc nghèo nàn như vậy tôi không phải thiếu phu nhân của đế hào tôi đến đây chỉ vì muốn tìm tu thần hỏi một số chuyện cô đương nhiên không phải là thiếu phu nhân của đế hào nhà họ thẩm chưa từng thừa nhận cô bằng không cô cũng sẽ không đến đây tham gia bữa tiệc một mình thì ra cô ta và thiếu chủ chỉ là vợ chồng tạm thời thôi à đừng nói thẳng như vậy giữ chút mặt mũi cho cô ta bị tu thần vứt bỏ cũng chỉ có thể một mình đến đây tìm anh ấy thôi cô ta cũng tội nghiệp lắm bám giết không buông mà tội nghiệp cái gì chứ cậu đúng là lương thiện quá hai người không cần khiêu khích khi tôi chưa gặp được tu thần lời của các người tôi sẽ không tin đâu nếu như gặp được anh ấy mà thật sự như lời các người nói thì cho dù anh ấy dùng kiệu tám người tôi cũng sẽ không vào nhà họ thầm đừng ở đây ra vẻ thanh cao lâm hiểu tôi nói cho cô biết tối nay tôi sẽ khiến cô thua thảm không tin cô cứ đợi mà xem đi mợ chủ nhà họ thẩm không dễ làm đâu đừng nói ải ở chỗ bà chủ nhà họ thẩm đến cả ải của thiên kim nhà họ diệp cô ấy chưa chắc vượt qua được cứ để cô ấy sứt đầu mẻ chán trước chỉ có như vậy cô ấy mới có thể quay đầu hôm nay tôi muốn cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đến tham gia tiệc thọ của tôi thật ra đối với gia tộc nhà họ thẩm chúng tôi là song hỷ lâm môn không những là tiệc thọ của tôi còn một chuyện nữa muốn chia sẻ với mọi người hôm nay tập đoàn đế hào chúng tôi chuẩn bị liên hôn với liên thị sau này diệp tịnh chính là con dâu của nhà họ thẩm chúng tôi tu thần nào 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 chúng ta cùng nhau nâng ly chúc cho chúng hạnh phúc bên nhau chúc mừng thẩm tổng chúc mừng chúc mừng cảm ơn thẩm tu thần lâm hiểu thẩm tu thần anh khốn nạn lâm hiểu em nghe anh giải thích tu thần không ngờ vở kịch này lại có chút bất ngờ lâm hiểu em đừng đi thẩm tu thần anh chơi đùa với tôi thú vị lắm à anh chưa từng chơi đùa với em rõ ràng anh là thiếu chủ của tập đoàn đế hào tại sao anh lại giả vờ nghèo nàn để tôi cho anh ở nhờ như vậy còn không tính là trêu đùa à lúc nãy các người đã tuyên bố sẽ cưới thiên kim diệp thị vậy tôi là cái gì một món đồ chơi của anh à không không phải như vậy đâu con còn giải thích với cô ta làm gì Lúc đầu hôn nhân của hai người, vốn dĩ rất qua loa, không hề được tính. Đúng vậy, cô Lâm, tôi nghe người nhà họ Ngụy nói, là cô bám lấy tu thần, không cần xính lễ không cần của hồi môn, ép anh ấy cưới cô. Còn muốn quật ngược lại, nói tu thần trêu đùa cô, cô đừng quên. Lúc đầu là cô mặt dày bám lấy, nhưng nhà họ thẩm chúng tôi, chưa từng đối xử tệ với cô, đã cho cô 50 triệu, là tự cô không cần. Phải, là tự tôi không cần, tôi không thể trèo cao tới nhà họ thẩm các người tôi đi là được rồi lâm hiểu em không thể đi chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng anh buông tay ra không được anh buông tay ra không được chúng ta không có gì để nói cả là tôi đáng đời là tôi đê tiện không thể trách anh không thể trách hà họ thẩm từ nay về sau chúng ta xem như kết thúc anh đừng đeo bám tôi nữa lâm hiểu con còn đuổi theo cô ta làm gì mẹ mẹ có thể đừng quậy nữa không nó đã đánh con rồi con còn đuổi theo nó làm gì mẹ nhắc nhở con một lần nữa bây giờ cô ta là con dâu chưa cưới của nhà họ ngụy con còn đuổi theo con dâu nhà người ta làm gì con không sợ mất mặt mẹ cũng sợ mất mặt là các người đây là biệt thự bên bờ biển và 100 triệu tiền tiết kiệm đúng rồi còn một chiếc Bentley bác gái như vậy là có ý gì đây là chút thành ý của nhà họ ngụy chúng tôi nếu như cô có thể đồng ý với tôi chung sống với con trai tôi số xính lễ này đều là của cô hiểu hiểu mẹ anh không kêu em ký hợp đồng hôn nhân mau nhận đi có phải hai người hiểu lầm gì không không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ lắm rồi sao tôi tự biết mình thấp kém không muốn trèo cao tới nhà quyền quý các người cô đừng có mà không biết điều tôi đã nể mặt cô lắm rồi nếu như không phải vì con trai tôi cứ đòi cưới cô cô tưởng tôi sẽ chấp nhận cô à nếu như bác gái xem thường tôi như vậy vậy thì không cần miễn cưỡng nữa tôi cũng không vào nhà họ ngụy các người mẹ mẹ về trước đi để con và hiểu hiểu nói chuyện riêng một chút mẹ đi trước đi hiểu hiểu mẹ anh là một người cao ngạo mà đã hạ mình tại sao em vẫn không nể mặt một chút nào vậy còn giận anh à hay là em đang chơi trò theo đuổi vợ với anh tôi là người nhàm chán như vậy à Vậy là vì thẩm tu thần sao? Chúng ta ở bên nhau 5 năm, em mới bên cạnh hắn bao nhiêu lâu? Được 5 tháng không mà em đã thay đổi rồi, không liên quan đến anh ấy. Chẳng lẽ anh còn không hiểu à? Trước khi ở bên cạnh anh ấy, chúng ta đã kết thúc rồi. Vậy là vì cái gì? Bởi vì mẹ anh ép em ký hợp đồng hôn nhân sao? Đúng vậy, nhưng cũng không liên quan đến mẹ anh, quan trọng là thái độ của anh. Tôi một lòng một dạ với anh nhưng anh thì sao vào lúc mẹ anh làm khó tôi sỉ nhục tôi anh có đứng ra nói câu nòa giúp tôi không chẳng những anh không bảo vệ tôi anh còn ép tôi đồng ý với điều kiện của mẹ anh hiểu hiểu đó đều là kế tạm thời em không thể thông cảm cho anh một chút sao anh vừa về nhà họ ngụy anh không thể không vui vẻ với gia đình được em đợi anh nắm được quyền em cố nhẫn nhịn thêm một chút không phải do anh quyết định em muốn cái gì thì cho em cái đó sao nhưng tôi không muốn ủy khuất cầu toàn nữa ngụy vân phàm Tam quan chúng ta không giống nhau, ở bên nhau không có kết quả tốt đâu. Em nói cái gì? Tôi chỉ muốn sống đơn giản, sống một cách quang minh lỗi lạc. Những quy tắc và đấu đá của hào môn không thích hợp với tôi, nhưng anh một lòng chỉ muốn về hào môn, cho nên hai chúng ta là người của hai thế giới, không thích hợp ở bên nhau. Vậy em và cậu ta thì sao? Cho dù là nhà họ Ngụy hay nhà họ Thẩm, tôi đều không chấp nhận được. Tôi chỉ làm một con chim tự do tự tại, không muốn làm chim sẻ trong lòng nữa. Hiểu hiểu chúng ta không thể quay về quá khứ sao trừ khi anh rời khỏi nhà họ ngụy chúng ta cùng nhau đi khắp nơi bà thầm thật là ngại quá khiến bà đợi lâu rồi không biết bà tìm tôi đến là có chuyện gì tôi không muốn nói gì nhiều đây là hợp đồng của đế hào nếu như nhà họ ngụy các người có thể lập tức đón lâm hiểu vào nhà vậy hợp đồng này chính là của các người bà thầm bà sợ lâm hiểu bám lấy con trai bà cho nên mới tìm nhà tiếp theo cho cô ta lão hồ ly bà sợ con trai bà bị lung lay nên đẩy cho con trai tôi à có điều cũng tốt vân phàm vốn dĩ cũng nhất quyết muốn cưới con nha đầu đó nếu mình đồng ý còn được lãi thêm một cái hợp đồng điều kiện này rốt cuộc bà có đồng ý không vẫn không đồng ý à phu nhân thầm điều kiện tuyệt vời thế này tôi không có lý do gì để không đồng ý cứ quyết vậy nhé nhưng mong bà đừng cản chân tôi bây giờ không thích nha đầu đó rồi lại liếm mặt quay lại cầu xin người ta alo lâm hiểu à con trai chúng tôi đã kết hôn với thiên kim tiểu thư của diệp gia còn cô tốt hơn hết hãy biết điều chút đem căn cước của cô đến lập tức đến cục dân chính ly hôn ngay cho tôi tôi sẽ tự sống với cuộc đời của mình tôi không thể trách anh không thể trách thẩm gia chúng ta kết thúc từ đây đừng làm phiền tôi nữa thiếu ra không hay rồi cậu nói gì chuyện lâm hiểu và ngụy vân phàm kết hôn là giả đúng vậy phu nhân đã nói dối anh chuyện ly hôn cũng là giả chỉ là muốn anh đồng ý kết hôn với nhà họ diệp thiếu phu nhân đau lòng nên đã đồng ý làm thủ tục ly hôn con chiến mã của cô lâm cũng đặc biệt đấy nếu con trai tôi ngồi lên loại phương tiện giao thông này thì đúng là xấu hổ có gì phải xấu hổ người giàu các bà giàu tiền nghèo tình cảm người nghèo chúng tôi hạnh phúc trong cảnh nghèo khó ai cũng có cuộc sống riêng lát tôi sẽ làm thủ tục ly hôn từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi không liên quan gì nhau không cần phải ở đây mỉa mai tại sao thẩm tu thần không đích thân đến ly hôn cũng phải cần mẹ với vợ sắp cưới đi thay à còn không phải là vì anh ấy không muốn nhìn mặt cô à anh ấy sợ cô quấy rầy anh ấy không phải cô vẫn muốn gặp anh ấy chứ cô nghĩ nhiều rồi chỉ sợ anh ấy không đích thân đến không làm được thủ tục thôi cô cứ yên tâm với mối quan hệ của thẩm gia chúng tôi thì chẳng gì khó cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được à được vậy chúng ta đi đi đợi đã tu thần tu thần sao anh lại đến nếu tôi không đến thì đã bị hai người hại chết rồi mẹ con sẽ không ly hôn với lâm hiểu mẹ từ bỏ tư tưởng này đi tại sao lại lừa con tu thần mẹ làm tất cả là vì con con là đứa con của trời tương lai người người vợ của con chưa nói đến giàu có và quyền lực ít nhất cũng phải có gia cảnh trong sạch thuộc nữ đoan trang con nhìn cô ta xem một nha đầu nhân cách hôi hám cô ta xứng với con ở điểm nào chứ mẹ tôi không nghĩ lâm hiểu không xứng với con con cũng không thấy cô ấy không tốt như mẹ nói người muốn kết hôn với cô ấy là con người muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời cũng là con từ nhỏ đến lớn dù mẹ nói gì con cũng sẽ nghe theo nhưng chuyện này con sẽ không nghe theo nữa lâm hiểu chúng ta đi thôi bỏ tay ra chuyện của thẩm gia các anh tôi không muốn dây dưa nếu anh đã đến rồi thì chúng ta vào trong làm thủ tục ly hôn đi kể cả em muốn ly hôn lẽ nào em không muốn nghe anh giải thích một chút à lẽ nào em không muốn biết khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao vậy được anh nói đi chúng ta về rồi nói có được không tu thần con đứng lại cho mẹ nếu con dám rời khỏi đây thì đừng nhận người mẹ này nữa mẹ nếu mẹ còn ngăn cản nữa từ bây giờ trở đi mẹ không có đứa con trai như con nữa lâm hiểu đi thôi tu thần tu thần đồ phản nghịch này đến nhà rồi anh nói đi em xem mấy cái này trước đi đây là chuyện là thế này em có biết sau khi anh nhìn thấy những bức ảnh của em với ngụy vân phàm trong lòng anh buồn thế nào không anh tưởng em thực sự muốn ly hôn với anh ở bên anh ta anh nói linh tinh gì vậy chứ anh cũng biết ngụy vân phàm vì cứu em nên mới bị thương bác gái bắt tôi phải vào bệnh viện chăm sóc anh ấy làm sao em có thể từ chối chứ em sẽ không cưới anh ta em nói như vậy thì anh yên tâm rồi em biết không thời gian này anh bị mẹ nhốt ở nhà trong lòng buồn vô cùng vì muốn ra ngoài gặp em nên anh mới giả vờ đồng ý điều kiện của mẹ trong tiệc cưới tuyên bố kết hôn với con gái nhà họ diệp hiểu hiểu trước đây là em đã hiểu lầm anh nhưng chuyện anh là thiếu gia nhà họ thẩm vẫn không thể thay đổi chúng ta không hợp đâu lúc đầu anh không hề có ý định nói dối em anh chỉ nghĩ là hai chúng ta chưa thân nên không cần nói sau này anh phát hiện em thật sự rất ghét bọn công tử vì thế anh mới em không trách anh nhưng chúng ta là người đến từ hai thế giới không phải là em ghét người giàu em không cha không mẹ cơm ăn áo mặc một mình đã đủ mệt chăm sóc tốt cho bản thân là được tiền tài của đại gia căn bản không có ý nghĩa gì với em thứ em quan tâm hơn là liệu có thể sống một cuộc sống tự do không nhưng những quy tắc của nhà giàu những quy định phức tạp em căn bản không thích nghi được em không muốn làm chim hoàng yến trong lòng huống hồ mẹ anh ghét em như vậy để chia cắt chúng ta đã làm đến bước đó rồi vì thế chúng ta căn bản không cần phải tiếp tục nữa chúng ta ly hôn đi tôi chỉ muốn làm một con chim tự do tự tại không muốn làm một con chim vàng oanh trong lồng hiểu hiểu chúng ta có thể quay về trước không muốn quay về trước đây trừ khi anh rời khỏi ngụy gia hai chúng ta cùng cao chạy xa bay tại sao em nhất định muốn anh rời khỏi ngụy gia hiểu hiểu rời khỏi ngụy gia anh sẽ chẳng còn gì cả anh không làm được anh thực sự không thể làm được Phu nhân, Lâm Hiểu muốn rời khỏi Bắc Hải. Không được. Cậu nhất định phải ngăn cô ta lại, đưa cô ta đến tử dạ, nhất định phải làm vậy à. Vân Phàm phải chịu đựng 5 năm bên ngoài, tôi làm mẹ. Tôi có lỗi với nó, không phải chỉ là một con đàn bà à, nó muốn chúng ta phải nghĩ cách cho nó. Hơn nữa, hợp đồng của đế hào, chúng ta không thể từ bỏ. Mẹ, mẹ đưa con đến đây làm gì? Con trai, chân con vẫn ổn chứ? Mẹ đỡ con dậy. Hôm nay mẹ cho con một bất ngờ lớn. Chậm thôi. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Đối với một người phụ nữ không vâng lời như này, chúng ta không thể cứ thuận theo cô ta được. Phải cứng rắn một chút. Mẹ, vậy là phạm pháp đấy. Ngụy ra chúng ta có quyền có thế, phía sau còn có tập đoàn đế hào chống lưng chúng ta còn phải sợ một đứa mồ côi không nơi nương tựa à nếu một ngày cô ta biến mất cũng không ai biết mẹ nếu hiểu hiểu biết cô ấy sẽ trách con đấy con có còn là đàn ông nữa không vậy con có từng nghe nói gái còn trinh sợ sói rình chúng ta nhốt cô ta lại nếu một ngày cô ta có thai cô ta có thể không thỏa hiệp sao đợi ngày đó cô ta vào ngụy ra chúng ta con cứ từ từ bù đắp cho cô ta nếu cô ta thật sự biết con đối xử tốt với cô ta không phải sẽ ổn sao mẹ nhưng con nhưng cái gì đây là chìa khóa của còng tay con tự làm đi nếu cô ta bỏ chạy con sẽ không thể tìm được cô ta nữa đâu ngụy vân phàm đồ khốn anh muốn làm gì hiểu hiểu không 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 em nghe anh giải thích không phải anh anh đừng ngụy biện tôi không ngờ anh là người bị ổi vô liêm sỉ như vậy anh mau thả tôi ra anh đừng nghĩ như vậy tôi sẽ nhượng bộ tôi nói cho anh biết cho dù đánh chết tôi tôi cũng không ở bên anh bị ổi vô liêm sỉ trong lòng em anh tệ đến vậy sao anh làm ra chuyện này anh còn muốn người khác thấy anh thế nào trước đây tôi luôn thấy anh ích kỷ đạo đức giả biển vông nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ làm ra chuyện như thế này tôi chắc chắn sẽ kiện anh mẹ tôi nói quả nhiên không sai đối phó với một người phụ nữ như cô không thể tuân theo được cô tưởng tôi sẽ cho cô cơ hội kiện tôi à nếu cô nói vậy về tôi vậy thì tôi sẽ thực hành thôi anh muốn làm gì anh anh bỏ tôi ra hiểu hiểu anh yêu em nhất anh thực sự không thể sống thiếu em chúng ta kết hôn được không chúng ta kết hôn được không hiểu 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 nghe anh nói hiểu 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 lâm hiểu bỏ tôi ra tu thần tu thần tu thần tu thần được rồi đừng khóc nữa bác sĩ nói vết thương này không sâu vài hôm nữa sẽ khỏi thôi lần này anh đã cử người đưa mẹ của vân phàm đến đồn cảnh sát rồi anh nhất định sẽ bắt họ phải trả giá sao anh lại đến kịp thời vậy chứ đồ ngốc anh vẫn luôn dõi theo em sau khi anh biết em bị bắt anh luôn lái xe theo em để em chịu uất ức rồi em không sao chỉ hại anh bị thương thôi vết thương này có là gì chứ chỉ là khi nhìn thấy giấy ly hôn anh thực sự đau lòng em định bù đắp cho anh thế nào đây đừng nói nhiều nữa hiểu hiểu chúng ta không ly hôn nữa được không đừng hỏi khỏi vân hải đừng rời xa anh em tu thần mẹ tu thần con sao rồi không sao đúng là đồ sao trổi con trai tôi bị thương đều là do cô mau cút ra ngoài cho tôi mẹ chuyện này không liên quan gì đến hiểu hiểu cô mau cút ra ngoài cho tôi tu thần anh không sao chứ Cô ra ngoài cho tôi Ra ngoài Con trai tôi ở bên cạnh cô chẳng có gì tốt đẹp cả Hôm nay tôi cảnh báo cô một lần nữa Nó đã có vợ sắp cưới Nếu cô còn tiếp tục làm phiền nó Đừng trách tôi không khách sáo Không thử soi lại gương đi Xem có xứng với con trai tôi không Thật vô liêm sỉ Chồng cô không có gì nguy hiểm Nhưng mà cô cũng cần chú ý nghỉ ngơi Tôi Cô đang mang thai được một tuần rồi Nhưng cơ thể cô hơi yếu Nếu không chú ý dưỡng thai thì rất dễ bị sẩy mình nên làm gì đây sao cô ta vẫn còn ở đây là thế này tôi sẽ kê cho cô ít thuốc dưỡng thai cô nhớ uống đúng giờ sau đó chú ý nghỉ ngơi chuyện dưỡng thai thì không vấn đề gì này cảm ơn bác sĩ gì cơ mang thai sao bà gia thẩm luôn muốn có cháu nếu để bà ấy biết lâm hiểu đã có thai không phải sẽ mềm lòng sao không được mình nhất định phải bỏ đứa con của cô ta alo thật sự phải giữ đứa trẻ này sao hay là nên bỏ nó lâm hiểu em chạy đi đâu vậy không sao chứ em không sao có phải mẹ anh làm gì em không đừng để ý lời bà ấy anh sẽ không bao giờ rời xa em bỏ đi em mệt rồi em thấy mẹ anh nói đúng anh nên tìm một người vợ môn đăng hộ đối sống cuộc sống mà anh xứng đáng em đang nói gì vậy vậy nhé sau này đừng liên lạc với em nữa Uê, đi tu thần con định làm gì con phải đi tìm lâm hiểu con điên rồi mẹ đừng cản con đều tại mẹ mẹ nhất định phải ép lâm hiểu đi thì mẹ mới vui sao tu thần con quay lại mau các anh là ai các anh làm gì vậy dừng tay đi mau thần, tu thần Tu thần, tu thần Đã một tháng rồi Sao vẫn chưa tỉnh chứ Não của bệnh nhân bị tổn thương nặng Có thể tỉnh lại không Còn tùy vào ý trời Vậy thì sao mà được chứ Ba đời thẩm ra chúng ta Chỉ có nó là con trai duy nhất Nếu nó không thể tỉnh lại Thì thẩm ra chúng ta tuyệt tông à Bác gái, tu thần có mệnh lớn có người phù trợ Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi Cháu sẽ luôn chờ đợi anh ấy Nếu có ngộ nhỡ gì cháu cũng sẵn sàng dùng thân phận con dâu nuôi bác đến cuối đời cháu đúng là đứa trẻ ngoan tu thần tu thần phu nhân thế nào rồi sau một tháng theo dõi và điều tra cuối cùng cũng bắt được phạm nhân bây giờ người đánh cậu chủ bị thương đã bị bắt theo họ nói được một người phụ nữ sai khiến tuy nhiên người phụ nữ đó họ không biết tất cả đều thông qua trung gian để liên lạc với nhau nhất định phải tìm ra người sai khiến đó cho tôi tôi quyết định sẽ không buông tha cô ta Vâng, cảnh sát đang điều tra. Còn nữa, theo lời kể của tên tội phạm, mục đích người phụ nữ kẻ thuê bọn tội phạm giết người là để loại bỏ đứa trẻ trong bụng của thiếu phu nhân. Trong bụng cô ta có em bé rồi. Alo. Cô thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn rời khỏi Vân Hải à? Cô đi rồi, thiếu gia phải làm sao? Đã một tháng rồi. Người của thẩm gia, căn bản không cho phép. Tôi bước chân nửa bước vào phòng của tu thần. Đến mặt anh ấy tôi cũng không thấy được. Thẩm phu nhân nói đúng, tôi là sao hỏa. Anh ấy đã bị thương hai lần vì tôi, có lẽ tôi không ở bên anh ấy, là một chuyện tốt. Từ giờ trở đi bất luận anh ấy có tỉnh hay không, cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Thỏa thuận ly hôn, tôi để ở công ty. Phiền anh giúp tôi đưa nó cho phu nhân thẩm, đây là điều bà ấy muốn, bạn đã cân nhắc kỹ chưa, thực sự muốn bỏ đứa con này. tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi là một người không nơi nương tựa tôi không tự tin rằng mình có thể nuôi dạy tốt nó nếu tôi không thể cho nó một gia đình ổn định vậy thì tại sao phải đưa nó đến thế giới này thật không công bằng với nó vậy được rồi cô đi với tôi đợi đã lâm hiểu đừng bỏ đứa bé đi thẩm phu nhân sao bà lại đến đây đứa trẻ này có phải của tu thần không đây là cháu trai của tôi, cô không được bỏ nó đi, tôi cũng không cho cô bỏ nó, phu nhân Thẩm, bà đừng làm khó tôi. Tôi là trẻ mồ côi, tôi biết một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn là cảm giác thế nào. Tôi cũng không thể làm mẹ đơn thân, vì thế, tôi không muốn đưa nó đến thế giới này chịu khổ, tôi không thể sinh ra nó ra, nếu tu thần không tỉnh lại được, thì nó là niềm hy vọng duy nhất của Thẩm gia. Xin cô đừng bỏ nó đi. Nếu cô không thể nuôi nó, thì Thẩm gia có thể nếu cô không thể xa nó cô cũng có thể đến thẩm gia chúng tôi cái này đưa cô tôi sẽ không bắt cô ly hôn với tu thần nữa sau này vinh quang phú quý của thẩm gia cô cũng có phần lâm hiểu xin cô đừng bỏ đứa bé đi có được không phu nhân thẩm vinh hoa phú quý của thẩm gia trước giờ không phải thứ tôi cần còn tu thần thì sao nó là vì cô nên mới trở thành như bây giờ lẽ nào cô không thể giữ lại đứa con cho nó sao lâm hiểu tôi xin cô cầu xin cô đừng bỏ đứa trẻ đi bà thầm bà đừng như vậy mau đứng lên đi nếu cô không hứa với tôi tôi sẽ không đứng dậy được tôi hứa với bà tôi có thể giữ lại đứa trẻ cho tu thần có điều tôi không định vào nhà họ thầm đơn ly hôn này bà vẫn nên cầm về đi tu thần rốt cuộc khi nào anh mới tỉnh lại em đã quyết định sẽ sinh đứa trẻ này ra cho anh mặc dù em đã hứa với phu nhân thẩm đứa trẻ sinh ra sẽ ở lại thẩm ra nhưng em vẫn rất lo lắng sự trưởng thành của con không chỉ cần tiền mà còn cần sự đồng hành và tình yêu thương của bố mẹ anh cứ không tỉnh lại như vậy thì cho dù nó ở lại thẩm ra cũng không có sự ủng hộ của cha trên con đường phát triển trong tương lai của nó chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và hối tiếc tu thần anh sờ thử đi đây là con của chúng ta anh hãy vì nó mà tỉnh lại sớm một chút có được không tu thần tu thần tu thần tu thần tu thần anh tỉnh rồi à bác sĩ có ai không tu thần tu thần tỉnh rồi bác sĩ bệnh nhân đang có phản ứng bởi vì hôn mê quá lâu bây giờ vẫn còn hơi hỗn loạn có điều anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi thật sao tốt quá rồi lâm hiểu cảm ơn cô rất nhiều cô vừa đến đã đánh thức được tu thần nhà tôi lâm hiểu em đây anh vừa nằm mơ nghe em nói chúng ta có con rồi đúng vậy chúng ta có con rồi anh sắp được làm cha rồi tốt quá tốt quá rồi thiếu gia anh tỉnh rồi tốt quá rồi à phu nhân bên cảnh sát mới báo tin nói đã điều tra được người đứng sau gây ra vết thương cho thiếu gia rồi là ai là cô diệp tịnh sao có thể là nó được chứ cho hỏi là cô diệp tịnh đúng không cô bị nghi ngờ phạm tội cố ý gây thương tích mời theo chúng tôi về cục điều tra chúc mừng anh thẩm đã xuất viện nghe nói người hại anh không phải ai khác chính là thiên kim của diệp gia cho hỏi chuyện gì xảy ra vậy tiểu thư của diệp gia có bị giam giữ không nghe nói về tập đoàn đế hào dự định mua lại ngụy thị và diệp thị ở tây á và đang lên đơn kiện mẹ con nhà ngụy thị cho hỏi có phải sự thật không cảm ơn mọi người tập đoàn đế hào đúng là có dự định mua lại ngụy thị và diệp thị kiện mẹ con ngụy thị tôi không muốn nói thêm sau này sẽ chính thức thông báo trên trang web, còn về cô Diệp con gái của tập đoàn Diệp thị. Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tôi, bởi vì tôi đã kết hôn lâu rồi. Anh đã kết hôn rồi sao? Cho hỏi vợ anh là ai vậy? Đây chính là vợ tôi. Anh làm gì vậy? Cho hỏi phu nhân thẩm, cô có xuất thân như nào ạ? À? Vợ tôi không có ra thế gì cả, cô ấy chỉ là một người bình thường. Ở đây, tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Tôi chuẩn bị từ bỏ quyền thừa kế của tập đoàn Thẩm thị rút khỏi tập đoàn đế hào từ nay sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với vợ tôi thật sao thật hay giả vậy mong mọi người sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa anh thầm sao vừa nãy anh lại nói với phóng viên những lời đó bởi vì anh biết em không muốn gả vào thẩm gia nếu em đã không muốn vào thì chỉ có cách anh đi ra thôi vậy sao anh có thể từ bỏ quyền thừa kế của thẩm gia chứ đó là hàng trăm tỷ đấy đồ ngốc tài sản đối với anh chỉ là một con số lạnh lùng bao năm qua anh chịu kiểm soát của gia tộc và áp lực của mẹ thực sự sống không hạnh phúc cuộc sống bình thường như em mới thật sự khiến anh cảm thấy vui vẻ vợ cuối cùng chúng ta cũng được về nhà rồi một tháng sau phiên tòa xét xử vụ án mẹ con nhà ngụy thị được diễn ra vì tình tiết gay cấn hai mẹ con ngụy thị bị tuyên án 12 năm tù giam vợ ơi anh về rồi nè xem anh mua gì cho em này sao ngày nào anh cũng mua thịt cá thịnh soạn vậy thật là lãng phí tiền bạc bây giờ anh làm shipper kiếm tiền cũng không dễ dàng gì bây giờ em sắp sinh rồi ăn đồ ngon thì có gì sai được rồi em đấy từ từ thôi chỉ cần phụ trách ngồi xuống và nghỉ ngơi còn lại em không cần lo anh đi nấu cơm cho em anh đi làm cả ngày mệt rồi để em nấu cho không cần anh mệt chút không sao em không được mệt còn cả con của anh nữa còn nữa dạo này anh học được rất nhiều món ngon nấu ăn rất giỏi luôn thật sao vậy em phải thử mới được xem cho kỹ nhé Phu nhân, nghe bác sĩ tiền sản khoa nói, thiếu phu nhân đã mang song thai. Thật sao? Vâng, sắp đến ngày sinh rồi. Cả hai đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, hơn nữa đều là hai bé trai. Tốt quá rồi, thẩm gia lại có thêm hai thiếu gia rồi. Thiếu gia của thẩm gia chúng ta sao có thể sinh ở bên ngoài chứ? Đi, đã đến lúc đón thiếu gia và thiếu phu nhân của cậu về rồi. Vợ ơi, mau đến ăn thôi. Từ thôi, từ từ thôi. Wow, nhìn có vẻ ra gì đấy chồng anh ngày càng giỏi nha đặc biệt làm cho em đấy em phải ăn nhiều một chút có biết chưa ngồi đi ngồi đi nào từ từ thôi anh nhớ em vô cùng vô cùng thích món này nào anh đút cho em nhé có ngon không ngon thật đấy tay nghề bây giờ của anh có thể ra ngoài làm bếp trưởng rồi đấy thật không anh ăn thử xem em đút cho anh đúng không ăn đi ăn đi ai đến vào giờ này vậy để anh ra mở cửa đến đây mẹ mẹ đến đây làm gì con ra ngoài cũng nửa năm rồi nhỉ thế nào không định về nhà thật à thiếu ra mẹ con sống ở đây rất tốt, con quay về làm gì chứ? sản nghiệp của thẩm gia lớn vậy, con giao lại cho mình mẹ xử lý à? đúng thế thiếu gia. trong thời gian anh vắng mặt, việc làm ăn của công ty đã tổn thất rất nhiều, tồn động rất nhiều thứ, anh nên quay về quản lý rồi. từ từ thôi. mẹ, mẹ cũng thấy rồi, hiểu hiểu cũng sắp sinh rồi, con phải ở nhà bên cạnh cô ấy, con không có thời gian. làm sao? thẩm gia nhiều người như vậy, còn sợ không chăm sóc tốt được cho vợ con à? lâm hiểu trước đây đều là mẹ không đúng con tha thứ cho mẹ được không con và tu thần về nhà đi cái này mẹ hứa với con sau này sẽ không ràng buộc các con các con muốn làm gì thì làm cái đó muốn sống như thế nào thì sống thế đó con đồng ý với mẹ nhé lâm hiểu chỉ cần con đồng ý bước vào nhà họ thầm mẹ sẽ làm bất cứ chuyện gì được không lâm hiểu nhìn bụng con to như vậy rồi ở bên ngoài cũng không tiện được rồi mẹ thế này đi mẹ để con nói chuyện với hiểu hiểu trước có được không mẹ ngồi đi đã lâm hiểu nói cho cẩn thận vào mẹ đã bảo vậy rồi em nghĩ sao anh có muốn quay về không anh nghe em hết nếu em quay về em sẽ trở thành một người vợ hào môn còn phải xem em có muốn làm một thiếu phu nhân hào môn không đã thực sự là trong lòng anh anh chỉ muốn bảo vệ em ở bên cạnh em. Nice.